Thưa quý vị, ngày 7 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 người, gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, 38 tuổi, trú tại khu đô thị VI ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Vũ Hoàng Cường, 42 tuổi, trú tại số 233, Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, và Bùi Thị Ngọc Bích, 36 tuổi, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, với cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng, phát hiện tại căn nhà trong khu đô thị VI ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng có 12 người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 0,13 gram ketamine và một số tăng vật có liên quan. Kết quả test nhanh có 9 trên 12 người dương tính với chất ma túy. Căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng có đủ căn cứ xác định Bùi Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thanh Huyền và Vũ Hoàng Cường có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm điều 255 Bộ luật hình sự. Đáng nói, Bùi Thị Ngọc Bích là cán bộ công an phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc công an thành phố Hải Phòng. Ngày 5 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với những người đã nêu để mở rộng điều tra, đồng thời có văn bản đề nghị tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định đối với Bùi Thị Ngọc Bích. Theo nguồn tin riêng của phóng viên báo Thanh Niên, tối 4 tháng 4, Nguyễn Thị Thanh Huyền tổ chức sinh nhật cho chồng tại nhà riêng trong khu đô thị VI và có mời một số bạn bè đến dự, trong đó có Bùi Thị Ngọc Bích và một nữ cán bộ khác đang công tác tại công an quận Dương Kinh thuộc thành phố Hải Phòng. Tại buổi tiệc sinh nhật, những người này có hít bóng cười và sử dụng ma túy. Những thông tin liên quan sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube báo Thanh Niên. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.